Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh tin mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Mưa lớn ở Trùng Khánh, Thanh Đảo, xe cộ bị sóng tát trên đường. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, vừa qua, Trùng Khánh, Thanh Đảo và những nơi khác hứng chịu trận mưa xối xả gây ngập úng nghiêm trọng, đường phố ngập nước, xe cộ bị nhấn chìm trong nước, trôi theo dòng nước, thậm chí bị sóng đánh bay. Từ 20 giờ đến 23 giờ ngày hôm qua, mưa lớn bất ngờ đổ xuống ở quận Hen Chuan và quận Yangjin của Trùng Khánh và 10 quận và hạt bao gồm quận Yulampo và quận Bebe và quận mới Lilajang đã xảy ra mưa lớn và ngập úng nghiêm trọng xảy ra ở một số khu vực. Đến 23 giờ 20 phút, đài quan sát khí tượng Trùng Khánh đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu vàng thành tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu cam. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy một số đường phố ở Trùng Khánh ngập trong nước, ô tô bị ngâm nước, nhà để xe của một số cộng đồng bị ngập. Mưa lớn cũng xảy ra ở Thanh Đảo, Sơn Đông. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy nhiều đoạn ở Thanh Đảo nước ngập đến thắt lưng, phương tiện lưu thông trên đường như thuyền, xe buýt xuống nước, nhiều ô tô cá nhân bị nước cuốn trôi, sóng trên đường phố và một số tòa nhà bị rò rỉ nước nghiêm trọng, đám đông bị mắc kẹt. Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 17 giờ 45 phút ngày hôm nay. Hiện tại, hơn 100mm lượng mưa đã xuất hiện ở các khu vực của Qingdao, Pingdu, Yaoyu, Jimo và Zhenjiang. Dự kiến vào ngày mai, lượng mưa ở hầu hết các khu vực của Thanh Đảo sẽ tiếp tục. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy một số tuyến đường ở thành phố Jimo, Thanh Đảo, nước tích tụ khiến nhiều phương tiện giao thông bị mắc nghẽn. Một chiếc ô tô màu đỏ lao xuống nước khiến nước tràn qua người và gần như đi hết. Một người phụ nữ chứng kiến nói, hết rồi, cứ xem nó lái vào đâu. Một đoạn video khác cho thấy một phương tiện bị mắc kẹt trên đường, chìm trong nước, cửa không mở được. Một người đàn ông trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài. Hôm qua, đài quan sát khí tượng Sơn Đông đã đưa ra cảnh báo màu cam cho mưa lớn, màu cam cho gió mạnh và màu vàng cho sấm sét. Chiều cùng ngày, tại thành phố Gao Mê, tỉnh Sơn Đông, trời đổ mưa lớn, người dân cho biết trời mưa như thác đổ. Một số đoạn của thành phố Gao Mê nước tích tụ đến giữa bắp chân, nhiều cửa hàng ở tầng 1 ngập trong nước mưa, đồ đạc và xe điện bị ngâm trong nước. Đến 18 giờ ngày hôm nay, đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo mưa dông màu vàng, dự báo sẽ có mưa to đến rất to ở 14 tỉnh thành từ 20 giờ ngày hôm nay đến 20 giờ ngày mai. Dự kiến lưu vực phía Đông và Nam Tứ Xuyên, phần lớn Trùng Khánh, Đông Nam Thiểm Tây, Tây Hồ Bắc, Trung Tâm và Đông Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Giang Tô và An Huy, Bắc Kinh, Thiên Tân, Trung Tâm và Đông Hà Bắc, Liêu Ninh, Đông Nam Cát Lâm và Đông Nam Nội Mông Cổ sẽ có mưa to đến rất to. Trong số đó, có những trận mưa lớn từ 100 đến 150mm, cục bộ lên đến 200mm ở các khu vực phía Đông Bắc, lưu vực Tứ Xuyên, Tây và Bắc Trùng Khánh, Trung Tâm Sơn Đông, Đông Hà Nam và Đông Liêu Ninh. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở công chúng đề phòng lốc xoáy, lở đất và các thảm họa khác. Quảng Đông, Jingde lũ lụt, người dân khốn khổ vì thiếu nước và lương thực trong nhiều ngày, kêu cứu hộ khẩn cấp. Kính thưa quý vị, gần đây thành phố Jingde, Quảng Đông đã hứng chịu trận lũ lụt kéo dài một thế kỷ. Nhiều ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề, đã không có nước sạch, điện và lương thực trong nhiều ngày và đang kêu cứu hộ khẩn cấp. Người dân vùng thiên tai tiết lộ đập vẫn đang xả lũ, một số khu vực vẫn còn ngập trong nước. Truyền thông Đại Lục ngày hôm qua đưa tin rằng vào tối 2 ngày trước, mực nước ở hầu hết các khu vực của Jingde, tỉnh Quảng Đông đã giảm xuống, nhưng mực nước ở hạ lưu sông Lệ Giang và từ sông Bắc Giang đến hẻm núi Phê Lai là vẫn đang tăng. Sáng ngày hôm nay, các bức ảnh chụp thành phố Jingde cho thấy một số khu vực vẫn còn bị ngâm trong nước. Người dân địa phương cho biết, sau trận mưa lớn mấy ngày qua, Chongwan đã mở các cửa xả lũ cho Jingde, còn Felancia tiếp tục xả lũ khiến Jingde phải hứng chịu trận lụt thế kỷ mới có một lần. Cô Yang, một cư dân của thành phố Jingde cho biết, hồ chứa dường như vẫn đang xả lũ, đập đang vỡ và lũ đang xảy ra. Con sông nhỏ đã biến thành sông lớn và nó đã ảnh hưởng đến các thị trấn của chúng tôi, Dawan, Huguang, Jinghong và thành phố Jingde. Hiện nay nước đã ngập đến tầng 2, vì vậy tôi phải dọn dẹp những nơi đó, nhiều thứ rất bẩn.
các ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở Trinh Đê đang bị lũ lụt bao vây. Hiện tại, nước, điện và lương thực đã bị cắt trong nhiều ngày và việc cứu hộ là khẩn cấp. Ông Vương, một người dân ở thị trấn Dai Jan cho biết thiệt hại do lũ lụt gây ra rất lớn, nó ngập đến tầng 2 và tầng 3, nó chưa rút đã xả và lũ cũng đang dâng cao. Hiện không có điện, nước, giờ không có nước thì lấy gì ăn, ngày nào tôi cũng ăn bánh quy. Bà Chen, một cư dân của thị trấn Trinh Hồng cho biết thị trấn của chúng tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, chúng tôi phải mở các cửa cống, nước lũ, nước sông đổ về và có những chỗ úng ngập. Người dân rất khổ, không có nước, không có điện, không có bát đũa. Các quan chức chính quyền thị trấn Dai Jan cho biết tất cả nguồn cung cấp đều thiếu hụt, đường xá và thông tin liên lạc ở nhiều ngôi làng vẫn bị gián đoạn. Quan chức chính quyền thị trấn Dai Jan ở nhiều ngôi làng trũng, tất cả đồ đạc trong nhà của dân làng đều bị ngập, không có gì để ăn uống và đường làng cũng rất xấu, tôi chưa kịp đếm. Và ngày hôm qua, một cư dân mạng đã đăng tải một bộ ảnh về một ngôi làng miền núi nhỏ bị lũ tàn phá với nội dung: quê tôi, làng Julian, thị trấn Đông Hoa, thành phố Trinh Đê, sau trận lũ, tín hiệu bị ngắt, đường bị gián đoạn, nhà cửa đa số là người già và trẻ nhỏ bỏ đi, hầu hết nhà đều dựng dưới chân núi, chúng tôi nơm nớp lo sợ sạt lở. Sông Dương Tử cạn và lũ Tân Cương. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Thông tấn xã Trung ương đưa tin, mặc dù đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, nơi có chức năng kiểm soát lũ lụt, trữ nước và sản xuất điện, được xây dựng vào năm 2003, nhưng cư dân mạng Trung Quốc đã chế giễu, khi hạ lưu khô cạn nó sẽ tích trữ nước, khi hạ lưu bị ngập thì xả lũ. Bộ Tài nguyên nước đã ra thông cáo báo chí hôm vừa qua cho biết rằng do lượng mưa và tuyết tan ở khu tự trị Tân Cương. Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, lưu vực sông Dương Tử, nơi đã bước vào mùa lũ vào thời điểm này của những năm trước, đã rơi vào tình trạng hạn hán, ảnh hưởng đến 9 triệu hectare đất canh tác. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc chỉ ra rằng, từ 4 ngày nay, khu tự trị Tân Cương đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa và nhiệt độ cao, tuyết tan và 21 con sông bao gồm dòng chính của sông Tarim và các phụ lưu của nó, sông Yakian, sông Akchu và sông Weigan đã trải qua những trận lũ lụt vượt quá tốc độ dòng chảy cảnh báo. Sở Tài nguyên nước của khu tự trị đã nâng cấp khả năng phòng chống lũ lụt lên cấp 4. Ngoài ra, lưu vực sông Dương Tử nằm trong mùa lũ những năm trước đã rơi vào tình trạng hạn hán, bao gồm các tỉnh An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Tứ Xuyên và các thành phố trực thuộc Trung ương bị hạn hán. Diện tích 9,67 triệu hectare và 830.000 người khác nhận nước do bị ảnh hưởng hạn hán. Mưa lớn đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, lở đất xảy ra ở Hồ Bắc và Quý Châu. Quý vị thân mến, gần đây, những trận mưa xối xả ở miền Nam Trung Quốc liên tục xảy ra và các vụ lở đất đã được báo cáo lần lượt ở các tỉnh Hồ Bắc và Quý Châu, khiến hơn 500 người bị ảnh hưởng, 8 người bị vùi lấp và thiệt mạng. Ứng dụng People Daily đưa tin, một vụ lở đất đã xảy ra ở quận Hoàng Mai, thành phố Hoàng Giang, tỉnh Hồ Bắc vào sáng sớm 2 ngày trước, khiến 9 người từ 5 hộ gia đình bị chôn vùi và mất tích. Đội cứu hộ đã tìm kiếm người thứ 9 là nạn nhân cuối cùng vào sáng ngày hôm qua. Và trong số 9 người chỉ có một phụ nữ 81 tuổi là sống sót. Thật trùng hợp, một khu vực lở đất lớn cũng đã xảy ra ở Quý Châu vào ngày hôm qua. Phang Mai News đưa tin, có tổng cộng 133 hộ gia đình và 507 người ở 4 nhóm làng địa phương là Tiên Bao, Chen Gia, Xin Gia và Lin Di Su bị ảnh hưởng. 19 ngôi nhà bị vùi lấp, 60 ngôi nhà bị hư hại và 6 người vẫn đang mất tích. Theo CCTV News, theo thống kê từ Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ một tuần nay, 6 trận mưa lớn đã xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Lượng mưa trung bình ở lưu vực sông Dương Tử là 346,9mm, cao thứ 2 trong cùng thời kỳ kể từ năm 1961 đến nay, vượt qua cả năm 1998, số liệu theo năm. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ 42 phút sáng ngày hôm qua. Một vụ lở đất xảy ra trên một đống đất gần tập đoàn công nghiệp Haytanju ở công viên Bao Tai, làng Hồng Cao, cộng đồng Phượng Hoàng, quận Quảng Minh, mới nay là quận Quảng Minh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Hậu quả là trạm xăng đã phát nổ và 33 tòa nhà đã bị sập hoặc bị hư hại. Tính đến 2 giờ sáng ngày hôm nay, 7 người mắc kẹt đã được giải cứu, trong đó có một người bị thương nhẹ, 6 người còn lại không bị thương. Vụ sạt lở có diện tích khoảng 380.000m², độ dày của bùn và xỉ còn lại từ vài mét đến hơn chục mét. Một số người cho rằng vụ tai nạn có liên quan đến việc ai đó đang
chất cát, bùn trái phép, bãi rác có liên quan đã được công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản Lowe Thâm Quyến trao quyền hoạt động vào tháng 8 năm 2003. Sau đó, Lowe Property đã thu được 750.000 nhân dân tệ và chuyển giao quyền vận hành và quản lý bãi chứa cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Thâm Quyến Yi Xian Long. Ngoài ra, vào đầu tháng 6 năm 2013, kênh Uban của đài truyền hình Thâm Quyến tiết lộ rằng Greenway Property đã ký hợp đồng thuê ngoài với một công ty dịch vụ bảo vệ thông qua đấu thầu. Ngoài ra, theo cha Minh Pao của Hồng Kông, nơi người dân vứt rác là một mỏ đá khi một khu công nghiệp này đang được xây dựng. Một hình ảnh vệ tinh khác cho thấy khu công nghiệp về cơ bản đã được xây dựng xong và một hình ảnh nữa cho thấy mỏ đá vẫn đang hoạt động khi ngọn núi đầy đá vụn. Theo thông tin được công khai, Phòng Quản lý Đô thị quận mới Quảng Minh đã phê duyệt và chấp thuận thành lập một bản lưu giữ tạm thời bùn và cặn bã còn sót lại ở mỏ đá cũ. Đồng thời, theo điều tra về việc lựa chọn địa điểm của khu công nghiệp làng Hồng Ngao, cánh đồng tiếp nhận rác thải Hồng Ngao gây ra vụ tai nạn thực sự được xây dựng trong dây chuyền kiểm soát sinh thái của Thâm Quyến. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.